Minasan, konnichiwa. Những ngữ hoa sen xin kính chào toàn thể quý bạn và các vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một ví dụ để tiếp cận ngữ pháp. Để diễn tả trong lớp học có cái ghế, chúng ta sử dụng mẫu câu Kyo shitsu ni tsuke ga arimasu. Để diễn tả trong lớp học có giáo viên, Kyo shitsu ni sensei ga imasu. Với ngữ pháp N1 là danh từ chỉ địa điểm đi với trợ từ ni. N2 là vật, là nơi trốn, sẽ đi với gá cộng với arimas. Arimas là động từ thể hiện sự tồn tại của sự vật hoặc nơi trốn. Trong trường hợp danh từ 2 là người hoặc là con vật, sẽ đi với gá imas. Imas là động từ diễn tả sự tồn tại của người, con vật. Chúng ta cùng đến với ví dụ để hiểu rõ hơn về ngữ pháp hôm nay nhé. Koen ni hana ga arimasu. Koen là danh từ chỉ địa điểm, công viên, đi với trợ từ ni. Hana ga arimasu thể hiện sự tồn tại của hoa ở công viên. Koen ni inu ga imasu. Koen là công viên, thể hiện địa điểm, đi với trợ từ ni. Inu ga imasu. Chó là một động vật, sẽ đi với động từ imasu thể hiện. Trong câu này có nghĩa là có con chó ở công viên. Koen ni kodomo ga imasu. Có những đứa trẻ ở công viên. Để diễn tả cụ thể hơn về địa điểm tồn tại của sự vật, hiện tượng hoặc là con người, chúng ta sử dụng một phương pháp sau đây. Tsuke no ue ni hon ga arimasu. Tsuke no ue là địa điểm, phía bên trên của cái bàn, thể hiện vị trí cụ thể phía bên trên của cái bàn. Trong khi đó, hon ga arimasu có quyển sách. Ở câu này chúng ta sẽ dịch là có quyển sách bên trên của cái bàn. Jisho no shita ni shashin ga arimasu. Jisho no shita là bên dưới của quyển từ điển, vị trí cụ thể bên dưới của quyển từ điển. Shashin ga arimasu là có ảnh. Trong câu này chúng ta sẽ dịch có bức tranh ở bên dưới của quyển từ điển. Dạ, minasan. Doa no ushiro ni dare ga imasu ka? Kotae wa komento shite kudasai. Vậy sao của cánh cửa có ai thế? Các bạn hãy ứng dụng ngữ pháp hôm nay và để lại đáp án dưới dòng bình luận nhé. Saigo made mite arigatou gozaimashita. じゃあねー。